Nghệ sĩ Thương Tín đi đóng phim ở Hà Tĩnh, mức cát xì cao gấp 4 lần hát đám cưới. Những thông tin mới nhất liên quan đến nghệ sĩ Thương Tín đã khiến dân tình không khỏi xôn xao. Thời gian gần đây, mạng xã hội dậy sóng trước những thông tin xoay quanh cuộc sống tuổi xế chiều của nghệ sĩ Thương Tín, nam tài tử đình đám một thời. Dù từng là diễn viên sở hữu mức cát xì cao ngất ngưỡng, song nghệ sĩ Thương Tín lại có cuộc sống cơ cực, phải mưu sinh đầy vất vả khi về già. Mới đây nhất, chia sẻ với Sao Star, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết nghệ sĩ Thương Tín đã quay trở lại với màn ảnh nhỏ bằng việc đi đóng phim. Thương Tín hiện đang đi đóng phim ở Hà Tĩnh nên mùa giỗ tổ năm nay, anh ấy không thể đi thắp hương ở các sân khấu được. Anh Thương Tín theo dự kiến sẽ đi khoảng 3 ngày, có người đi cùng chăm sóc và lo chuyện ăn uống, nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ. Nói về mức cát xê, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết Thương Tín nhận mức cát xê 20 triệu đồng cho vai diễn lần này. Thương Tín nhận 20 triệu đồng cho vai diễn ở phim này, nghe được đi đóng phim trở lại anh Thương Tín vui vẻ lắm nên có cản thì anh ấy vẫn đi. Nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ với Sao Star, được biết trước đó, nghệ sĩ từng được mời đi hát một đám cưới ở Kiên Giang với mức cát xê 5 triệu đồng. Do sức khỏe không tốt nên nam nghệ sĩ chỉ hát một ca khúc, song trước những lời yêu cầu lẫn sự yêu thương từ khán giả. Nghệ sĩ Thương Tín đã cố gắng biểu diễn thêm một ca khúc để dành tặng mọi người. Trong một chia sẻ với báo chí cách đây chưa lâu, nghệ sĩ Thương Tín kể rằng, năm 27 tuổi đã được ghi nhận là diễn viên đóng nhiều phim nhất trong năm với 12 bộ phim nhựa. Có những lúc đã kín lịch, đạo diễn sẵn sàng rời lịch bấm máy để đợi bằng được ông vào vai chính. Nghệ sĩ Thương Tín kể, cát xê mỗi phim chỉ được một chỉ vàng nhưng ông sử dụng một đêm có khi hết vài ba cây vàng là bình thường. Sau mỗi ngày quay phim và diễn ở sân khấu, ông thường tụ tập bạn bè đi ăn uống hoặc đến phòng trà nhảy đầm.